Mến chào quý vị và các bạn, đây là bản tin dự báo thời tiết của VTV9 Đài truyền hình Việt Nam. Và sau đây là các thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay mưa dông ở Nam Bộ xuất hiện từ sớm, ngay từ sáng và ngắt quãng thành từng đợt. Trong đó thì ở Bình Phước, Tây Ninh đã có mây đối lưu gây mưa lượng khá. Lượng mưa nhiều và cả ngày gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sinh hoạt của người dân và có khả năng gây ngập úng ở các thành phố lớn. Thưa quý vị, dự báo là sang ngày mai thì lượng mưa sẽ giảm khi mà gió Tây Nam đang hoạt động yếu bớt ở khu vực Nam Bộ. Thời gian mưa lùi về chiều đến tối và diện rải rác, ít điểm mưa vừa. Tuy vậy thì quý vị cũng vẫn cần phải đề phòng đến lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong những cơn mưa. Bởi vì mưa về chiều cho nên là từ sáng đến trưa mai nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì trời sẽ nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Cần Thơ và các nơi khác của khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 28 cho đến 31 độ. Thưa quý vị, và tiếp tục chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên biển. Trên biển thì khắp các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và ra ngoài khơi của hai huyện đảo là Trường Sa và Hoàng Sa đều cảnh báo là sẽ có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các tàu thuyền di chuyển trong thời gian này. Thưa quý vị, bản tin đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.